Ok. Anh vui. Cái đèn ha, đèn led nhỏ gọn nhẹ, nhỏ nhất luôn. Nhưng mà công suất là lên tới cả 100W. À này support hả? Dạ đúng rồi. Dạ, cái đó là nhà. Rồi, lấy dao mình. Hai cây 60 chưa đủ không? Không, cái này là em để dưới phòng làm nghề của vợ em, để vợ em quay. Chứ em không có... Đồ của anh là đồ của anh đúng không? Đồ của em là đồ của em, không liên quan. Tại đồ của em nó còn cạnh lắm. Dạ. Đồ của anh ấy hả? Nhưng mà tiền xài chung là được rồi. Tiền bả tiền vợ. À, tiền vợ giữ luôn không? Bởi vậy chị cứ chơi đồ xịn trong anh là vậy đó. À, cái này là cái bộ nguồn. Cái đèn. Cái này cái đèn hả? Dạ đúng rồi. Ủa trời. 529 đồng. Đèn bất ngờ ha. Cái đèn á em. Rồi tiếp đi anh cuối đây coi. Hơi bất ngờ luôn. Dạ. Tại em thấy mấy người chuyên nghiệp bên nước ngoài người ta xài này nó cũng y chang hoa. Gọn lắm. Họ làm họ để trên cái bàn của họ cũng gọn nữa. Này dạ anh cứ lột ra cái đó cái siêu á, xé nó ra. À, phía sau của nó là cái tảng, à, cái bóng phía trước. À, nó xíu luôn. Cái đèn. Dạ, 100W. 100W. Dạ. Chính cụ. Cái đèn chà bá quê em ở nhà. Dạ, có 60W. Đúng rồi, 60W. Có 3 cụ à, còn này nhỏ xíu, chính cụ. Cái đèn này là mắc nhất không? Mấy cái đèn mua á. Mắc nhất luôn rồi. Dạ, đúng rồi. Nó ngang ngửa con nó bằng giá con FS 300 luôn á. Ông ý nói là gần bằng con máy ảnh. Dạ đúng rồi, bằng con máy ảnh luôn. Cái này là ngoài cái này vấn đề ánh sáng nó còn gọi là công nghệ. À cái này là mấy cái có nghĩa là ốc của nó thôi. Còn cái này là cái đèn led nè. Xịn quá. Nhỏ xíu luôn ha. Rồi ok. Dạ tiếp với chị. Lấy một cái rồ với một cái combo luôn. Không, anh lấy ra luôn. Rồi, ok, tới cái này tới pin. Cho anh đọc hộp đi em nhắn cho. Chúc anh chị là khách tấp nập nha. Thôi đem để ế lắm à. Không, thì bây giờ mới chút nè. Có đèn khác. Dạ, có đèn khác. Ánh sáng lên rồi video clip nó khác liền. Là giống như hát nhạc xuân luôn á, phần tay đó nó là đó. Dạ đó đúng rồi chính xác, anh bấm nút nó vô, anh bấm nó có cái nút này đó. Ở phía trước nó có cái nút này. À, nút này lấy ra tháo vô nè. À. Ok. Rồi tháo này ra. Rồi ok, anh mở cái đó ra. Đó. Mở mạnh ra, ok. Dạ luôn. Dạ đúng rồi. Đây là cái nắp nó chìa. Rồi cắm theo cái hướng của nó. Rồi, dẫm vô. Đó cái đó là pin. Ừ. Còn cái này là cái chóa. Ủa này mở thử. Dạ được. Nhưng mà chưa, phải mở cái nắp này ra trước. Rồi. Mở nguồn lên. Rồi đó, cái nút này. Bấm giữ lâu. Rồi ok, nó lên nè. Lên nguồn chưa? Chưa. Rồi bấm nó giữ rồi em buông ra. Rồi em buông ra, em buông buông tay ra. Vậy là nó chưa có điện ra. Dạ, cắm nguồn luôn đi Việt. Cắm giùm em. Người Việt hỗ trợ cái nguồn luôn. Rồi bây giờ anh tháo cái này ra luôn đi. Tháo cái này nè. Sáu bóng mình nửa xíu luôn. Rồi cái mẹ nữa. Anh là mua đèn tặng chị đó mà do chị kiếm cơm làm nghề nộp tiền cho chị. À, chị bên đây mua gì đâu đâu. Rồi bê với lại tấm lông. Dạ. Con dao ha. Dạ đây. Cái này bảo hành. Dạ 12 tháng. Yeah.
Dạ, xíu luôn, rút ra luôn. Cái này là cái tổ âm nha, cái lưới tổ âm của nó. Mà đèn đâu? Đây. Sao tháo pin? Cắm vô thằng pin này. Để tháo pin gì hả? Tào lão ghê, cái đó chết pin nguồn đây nè. Cái nhìn vậy. Dạ, không đây 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 rồi. Rồi ok. Bây giờ chỉnh lên đi. Chỉnh công suất lên. Dễ thương nhỉ? Ok. Sáng chân luôn. Mặt. Thôi, cái này. Ổng chưa, phải gắn này vô rồi. Dạ, gắn thôi giảm lại. Ủa, sáng nó tôi còn nóng lắm rồi, ok. 5424. Sao dễ thương vậy? Em thích nó rồi nha. Cái này gắn em có cái còn lại nè. Chị mua luôn đi, chỉ vì nó đẹp thôi. Cái này gắn ai phải gắn đây nhà đây, có cái nhà. Gắn cái nhà. Đẹp. Chị phun xăm là phun xăm chân mày này nọ. Bây giờ chị có TikTok không? TikTok, Facebook. YouTube. Ok. Dạ rồi. Giờ làm TikTok đi. Có TikTok nhưng mà không mạnh lắm. Không nên làm. Có. Dạ. TikTok em có 100.000 người like rồi, không có gì người ta mấy rồi. Triệu. Ở đây em có mấy ngàn, em có mấy trăm mà. Này 100.000 mà còn chưa đủ mạnh đâu. Nhưng mà sợ lên YouTube nó là dạ. Em đầu tiên. Dạ. Sợ phun xăm thẩm mỹ ra. Ok, lát em follow luôn. Đây. Chân dung của một chút gì đó khách. Quay lúc người ta xấu nhất không à? Đó, mình bây giờ mình quay là mình kiếm cơm nè. Rồi. Không, cái này là mở đây nè, cái ngàm nè, anh gắn đây nè. Ok, anh nhìn nó vô. Nào được không? Đó rồi, ok, sóc. Đi, hơi. Rồi, không, cái này là đúng rồi, thì mình chỉnh cái này lại được. Mình chỉnh cái này được. Lùi lại sau. Dạ. Yeah. Đây việc quay gì mạnh. Đó, được chưa? Đây. Đây kia mà. Dạ, dạ. Mình giúp em. Không, ảnh này gọn quá. Kiểu làm gì cũng gọn. Về nhà không cần lắp ráp, không đi tìm người cũng cầm được luôn. Dạ, một người là sử dụng thoải mái luôn. Đây, mình đặt như nè. Xong mình đặt lên trên cái chân. Ok ha. Được rồi, nó nhỏ xíu nha. Không, sáu bóng này á, là hồi nãy á, là anh không cần luôn. Ồ. Anh giảm lại. Cái này là cái nút nhấn nhanh nữa nè. Có nghĩa là mình nhấn nhanh là nó sẽ tăng về công suất 50 luôn. Ủa, quạt nó tự động á, nóng lên nó mới chạy. Ok. Số này tự gắn luôn. Đây. À. Rồi. Đó, nghe cộng cái, rồi về mới mở nguồn lên nè. Nè, bây giờ ví dụ mình đang là không ha, bắt đầu mình bấm vô con cái, nó lên 50 luôn. Rồi, quay nè, đó quay clip vô, chị nhìn vô cái cam nè, chị nhìn vô. Vô, đứng sát vô, từ thì cứ đứng gần vô, quay cái mặt của anh. Đúng rồi, 6.500. Rồi giờ nó tăng lên từng phần trăm rồi. Đúng sáng đúng luôn á. Sáng chân luôn á. Nó sáng quá thì nó phía sau nó sẽ bị tối. Nên là mình phải vừa thôi. Tẩu nó. Lóa mắt luôn á. Đúng rồi, em nó lóa mắt luôn rồi, 2-3 mét. Này đủ chưa? Ừ. Nè, cái khuôn mặt ảnh à. Đâu vậy? Đèn nhỏ nhất là công suất 100W. Cái này là vừa phải thôi. Này là nhỏ nhất từ trước đến giờ, mạnh nhất từ trước đến giờ em được gặp luôn. Này đó, cái mặt đẹp chưa? Cái led bản kia bỏ túi
con này la lụm thị trường luôn mà. Hay là chị muốn hay sao? Thôi cho em mượn. Không, anh phải nhìn đó. Em đang cầm đó. Quay ánh sáng, quay quay cái điện. Ủa có 50% mà nó mạnh vậy? Ok. Mở 100% là khỏi mở mắt luôn. Có cần chỉnh lại độ cao không? Không. Cái này nữa mà em gắn cái số bóp bự của em. Dạ được, chính xác. Thì hồi nãy qua cái nhà này, cái đổi nhà thôi. Qua nhà này là nè, ba cái này. Nè, nó chưa nóng nữa, nó chưa chạy hoài. Nó nóng rồi nó chạy. Thôi là cục nguồn này xài bao lâu anh? Nha. Cục nguồn này xài vào khoảng tiếng. Tiếng. Ok ha. Chỉnh độ cao đây, chỉnh cái này là công suất ở đây, chỉnh độ cao đây. Này là một người quen với đèn studio thấy đâu đó. Đúng rồi, nên là thoải mái lắm, tự nhiên. Cảm giác đó là do mũi. Dần gửi ánh sáng đèn số bít. Đèn 100%. Dạ. Sáng chân luôn. Ca nhìn em sáng đi, anh hỏi sao?